Quả mận, một loại trái cây quen thuộc và phổ biến trong đời sống hàng ngày, không chỉ hấp dẫn bởi vị chua ngọt đặc trưng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, quả mận đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể duy trì sức khỏe tốt và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Một trong những lợi ích đáng kể nhất của quả mận là hỗ trợ tiêu hóa. Quả mận, đặc biệt là quả mận khô, chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong mận giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ruột như viêm đại tràng hay trĩ. Ngoài ra, mận khô còn chứa sorbitol, một loại đường tự nhiên có tác dụng nhuận tràng, giúp duy trì sự thông suốt của hệ tiêu hóa. Mận cũng là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chẳng hạn như anthocyanin, một loại flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các gốc tự do. Gốc tự do là các phân tử gây tổn thương tế bào, dẫn đến quá trình lão hóa và nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch và thoái hóa thần kinh. Bằng cách tiêu thụ mận đều đặn, bạn có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương và tăng cường khả năng chống lại quá trình lão hóa, giữ cho làn da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Không chỉ dừng lại ở đó, quả mận còn rất giàu vitamin C, một dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể sản xuất nhiều tế bào bạch cầu hơn, từ đó tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Việc bổ sung quả mận vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, cúm và các bệnh liên quan đến vi khuẩn. Bên cạnh đó, vitamin C trong mận còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Quả mận cũng hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh. Chất xơ trong mận không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn có khả năng giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu. Điều này rất quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, chẳng hạn như xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Thêm vào đó, kali có trong mận là một khoáng chất cần thiết giúp duy trì huyết áp ổn định, làm giảm nguy cơ mắc đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác. Không thể bỏ qua một lợi ích quan trọng của quả mận là hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ mận khô thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Nhóm người này dễ bị suy giảm mật độ xương. Quả mận chứa nhiều khoáng chất như boron, kali và vitamin K. Các chất này đều có vai trò quan trọng trong việc giữ cho xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng mất xương. Boron giúp cải thiện quá trình chuyển hóa khoáng chất trong cơ thể, trong khi kali và vitamin K hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương. Ngoài ra, quả mận còn có tác dụng tốt cho hệ thần kinh. Trong mận có chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6, giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh và cải thiện chức năng não bộ. Vitamin B6 tham gia vào quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, những chất hóa học quan trọng giúp cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ mắc các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm. Việc bổ sung mận vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn duy trì trạng thái tinh thần ổn định và cải thiện khả năng tập trung. Cuối cùng, quả mận còn có thể giúp kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, mận là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng lý tưởng. Chất xơ trong mận giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm thiểu cơn thèm ăn và hạn chế việc tiêu thụ calo không cần thiết. Tóm lại, quả mận là một loại trái cây nhỏ bé nhưng lại chứa đựng vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa loãng xương đến tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tâm trạng, quả mận thực sự là một món quà từ thiên nhiên mà chúng ta không nên bỏ qua. Việc bổ sung mận vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng quý báu.